Xin chào các anh chị khách hàng, các nhà đầu tư và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Tâm. Thì hôm nay có một bài báo rất là hay, một bài báo có một thông tin khá là nổi bật. Đó là chính quyền của bang Maryland ở Hoa Kỳ thì đến thăm và làm việc với Đồng Nai. Thì nội dung của cái chuyến thăm này thì chủ yếu là tìm kiếm cơ hội đầu tư hợp tác giữa hai doanh nghiệp ở Mỹ và Việt Nam. Và đây cũng chỉ là một cái chính quyền, một cái bang trong cái tổng thể rất nhiều các cái bang và các cái tỉnh của các cái nước quốc gia trên thế giới mà đang tìm hiểu đầu tư vào Việt Nam anh chị. Có thể nói là thập kỷ tới là thập kỷ mà Việt Nam có rất nhiều lợi thế để thu hút các cái nguồn lực đầu tư FDI từ nước ngoài vào. Và trong đó thì nổi bật nhất là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật là những cái quốc gia mà chúng ta trông đợi rất là nhiều. Và anh chị còn biết là ở Việt Nam đang có một trữ lượng đất hiếm xếp thứ hai thế giới khoảng 22 triệu tấn anh chị, sau Trung Quốc thôi. Và chúng ta là gần như là chưa khai thác gì được nhiều. Và đó là một cái tài nguyên rất là quan trọng và có ý nghĩa quyết định tới sản xuất các loại công nghệ cao, chip, bán dẫn, AI các loại luôn anh chị. Nên thập kỷ tới thì chúng ta sẽ đón nhận rất nhiều cơ hội đầu tư. Tất nhiên là ngoài ra chúng ta còn có những cái chính sách ưu đãi thu hút vốn đầu tư nữa anh chị, và những cái lợi thế về địa chính trị riêng nữa. Và đây chỉ là một bài báo đại diện cho một tổng thể rất nhiều các cái cơ hội đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam thôi. Nhưng mà bài báo này thì nhắc tới Đồng Nai, thì đây là một cái cơ hội và cũng là một cái chỉ báo cho cái thập kỷ tới là Đồng Nai sẽ đón rất nhiều các cái cơ hội đầu tư hợp tác giữa nước ngoài vào cái tỉnh Đồng Nai, một cái tỉnh mà có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng và có cái nền công nghiệp phát triển rất là lâu năm ở Việt Nam rồi anh chị. Anh chị đọc bài báo có thể thấy là trên địa bàn Đồng Nai thì có 32 khu công nghiệp với diện tích 10.300 ha. Và cái quỹ đất để triển khai sắp tới ấy, thì nó cũng còn rất là nhiều, nó cũng tương đương với cái quỹ đất hiện tại luôn anh chị. Và đã có 45 quốc gia đầu tư với 1.600 dự án tại đây rồi, với vốn đăng ký là tổng là 35 tỷ đô rồi. Và riêng Hoa Kỳ là chiếm cái tỷ lệ thì không nhiều, không lớn anh chị, với số vốn 270 triệu đô cho 30 dự án là không lớn so với các cái doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư với các tỉnh khác ở trên lãnh thổ Việt Nam anh chị. Như là anh chị đọc thì anh chị thấy tiềm năng của Đồng Nai giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều lợi thế phát triển, đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông lớn, anh chị thấy đầu tư công rất là mạnh và đặc biệt trong đó là sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc, các đường vành đai. Và khi nó đi vào hoạt động thì nó sẽ thúc đẩy các cái hoạt động phát triển kinh tế của địa phương và mở ra nhiều cái cơ hội đối với cái doanh nghiệp nước ngoài cũng như là cơ hội thúc đẩy phát triển của tỉnh Đồng Nai. Thì Đồng Nai chị biết là có vị trí đắc địa là cửa ngõ của khu vực phía Nam của các tỉnh miền Trung, miền Bắc đi vào phía Nam luôn anh chị. Tuy nhiên là với cái địa thế đó thì Việt Nam không tận dụng, Đồng Nai không tận dụng được hết, phát huy hết được cái sức mạnh của vị trí của tỉnh, mà gần như nó bị tụt hậu lại so với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, mặc dù vị trí rất là đắc địa. Và trong Đồng Nai thì anh chị biết Nhân Trạch là một cái địa phương có vị trí chiến lược quan trọng rất là tốt, tuy nhiên nó cũng gần như là bị bỏ và lãng quên trong khoảng 20-30 năm qua. Thì đây là cái cơ hội để cho Đồng Nai đầu tư vào. Thì Tâm cũng đã có nhắc tới ở một số cái clip cho anh chị biết là nếu mà đại bàng hay là các cái doanh nghiệp lớn về làm tổ ấy thì nó sẽ chọn một số cái khu vực mà nếu anh chị nào ở trong cái clip hội viên của kênh YouTube của Tâm ấy, thì anh chị đều biết nếu mà ở Đồng Nai thì họ sẽ không phải chọn Nhân Trạch đâu anh chị, không phải Tâm bán ở khu vực này mà Tâm nói đâu. Thì họ sẽ chú ý tới những cái vị trí sau mà có thể là những vị trí mà các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào nhiều.
Amata này anh chị này, khu công nghiệp, các cái quỹ đất của khu công nghiệp Xuân Quế, Sông Nhạn, khu công nghiệp Bầu Cạn, Tân Hiệp, vị trí này, đây là sân bay Long Thành anh chị. Đây là những quỹ đất lớn lên tới 5-6 ngàn hecta cho tổng cả 3 khu, là có vị trí cực kỳ quan trọng và vị trí chiến lược gần sân bay cũng như là hạ tầng giao thông, mọi thứ rất là thuận tiện, kể cả đi xuống cảng ở dưới Phú Mỹ, Thị Vải Cái Mép, Dên Ma Đép cũng vậy, nó rất là thuận tiện. Nhưng mà cái Amata này này thì cái quy mô của nó thì đâu đó nó chỉ khoảng tầm gần 800 hecta thôi anh chị, và nó thiên về khu công nghệ cao. Thì nếu những doanh nghiệp nào mà và đô thị nữa nó đạt đủ tiêu chuẩn và phát triển công nghệ cao thì có thể chọn khu vực này. Khu vực này sẽ là khu vực khu công nghiệp công nghệ cao, EC khu công nghệ cao của thành phố Hồ Chí Minh đang ở quận 9 anh chị. Mà nơi mà Intel, Samsung và các doanh nghiệp rất là nổi tiếng tập kết đó anh chị. Thì khu vực Amata này cũng là một lựa chọn. Và thứ hai là hai khu công nghiệp quy mô lớn, mỗi khu công nghiệp lên tới 2 3 4 ngàn hecta, quy mô cực kỳ lớn. Mà nếu anh chị đã coi thì các clip bên trong hội viên thì anh chị đã biết Tâm nhắc tới khu vực này. Thì đây là một cái cơ hội mà một cái thập niên mà Tâm cho rằng là Đồng Nai sẽ có rất nhiều lợi thế để phát triển và tăng tốc, và thậm chí là vượt các cái địa phương khác như là Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu trong cái thời gian mà tụt tụt hậu vừa qua. Thì anh chị quan tâm đầu tư bất động sản khu vực này thì đây cũng là một lựa chọn rất là tiềm năng. Tuy nhiên là nó phải đi theo cái các cái tiến độ của sân bay cũng như là tiến độ của các khu công nghiệp, thì anh chị phải chú ý. Và đặc biệt là mặt bằng bất động sản ở khu vực này thì theo cá nhân Tâm là trừ những dự án làm khu đô thị, những dự án phát triển nhà ở đô thị mà giá ảo ra, rất là ảo anh chị, xung quanh sân bay cũng như là xung quanh các cái vệ tinh thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì giá rất là của các chủ đầu tư lớn ấy, thì giá rất là ảo, rất là mắc. Thì anh chị có thể xem xét các dự án cũng như là các loại đất mà có giá rẻ, đất nền, đất dân, đất dự án mà đã có sổ thì anh chị có thể quan tâm và đầu tư được. Cảm ơn anh chị theo dõi. Nếu anh chị thấy clip này hay và ý nghĩa, ủng hộ Tâm một lượt like, một lượt đăng ký. Hẹn anh chị ở clip sau.